theo dõi hình ảnh những em học sinh tại trường tiểu học Tương Giang tan học về. Các em ra về đi ra khỏi cổng, từ lớp ra cổng đi theo hàng ngay ngắn và trật tự, bộ quần áo đồng phục màu da cam rất là đẹp. Cha mẹ phụ huynh ông bà cùng đón con về. Chú không biết. Thằng Dương, thằng Xuyên, xe của ai đây ạ? Nói đi. Vừa rồi là một vài hình ảnh chia sẻ với quý vị và bạn về cảnh học sinh ở trường Đại học Tương Giang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.